ơi, đây là khách sạn Mahajat nha. Thì đây là cái nơi sẽ tổ chức đám cưới của Thúy Vân, Á hậu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2019 đó mọi người. Thì đây mình sẽ quay cho mọi người xem cái toàn cảnh cái khách sạn ha. Đây là cái nơi sẽ diễn ra đám cưới. Và phía trong thì các celeb đang tới để dự đám cưới nha mọi người. Thật sẽ vào phía trong để quay quay hình ảnh các celeb bước xuống xe để cho mọi người xem hình ảnh các celeb. Đây cũng là cái nơi mà Công Phượng cũng vừa tổ chức cái lễ đính hôn xong á mọi người. Thì đây mình sẽ vào trong để mình xem các celeb sẽ đi dự đám cưới với hình ảnh như thế nào nha mọi người. Rồi mọi người cùng theo vào trong nha.